Rút nha, rút trước, cầm tay không thả, cầm chạy nghi đội hình nha, không phải chạy một người nha. Rồi, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Mỗi lần, đánh cáo là một xe lá cây để rút tay, đấu vào đó. Mỗi lần, mỗi người là một cố gắng tạo nên kết quả chung của tập thể. Mỗi cá nhân, nỗ lực của mỗi cá nhân sẽ mang đến kết quả chung cuộc cho các cộng. Quá rất nhanh là một sợi lá cây, rất nhanh là một đỏ, rất nhanh một sợi dây trời, cố lên một sợi dây trời, cố lên, nỗ lực hơn nữa. Yeah, người cuối cùng rút qua vòng là đội chiến thắng. Các bạn giám sát chúng ta lưu ý. Hay quá, hay quá. Đâu vào đó, xanh lá cây về gì?